thân mến, chào mừng bạn đến với kênh YouTube Chuyện làng quê. Trong khung giờ phát sóng hôm nay, Hồng Lan mời các bạn cùng nghe truyện ngắn Phải chăng quả báo của tác giả Hướng Dương. Trong suốt quá trình cầm bút đến nay, mình chưa bao giờ viết về ai mà phải dùng từ ả bao giờ. Nhưng đối với nhân vật này, mình dùng từ ả mới xứng tầm với con người của ả. Ả tên là Giao, xuất thân từ nghề làm nông. Ngay khi còn trẻ, ả đã biết cách làm ra tiền. Ả lặn lội khắp nơi, mua lúa về xay ra thành gạo để bán kiếm lời. Mua khoai, mua bắp về xay thực phẩm, bán lại cho người nuôi heo. Vì vậy, chẳng mấy chốc, ả có một số vốn rất khá. Có vốn rồi, ả chuyển sang làm nghề cho vay nặng lãi. Ai cần tiền gấp, ả chặt đẹp 10%. Còn ai có chút tình cảm thì ả ưu tiên lấy 8%, coi như có qua, có lại. Nhất là bước vào giai đoạn nông dân cần tiền bón phân, xịt thuốc. Ả không lấy phần trăm như cho vay, mà lấy kiểu mua non. Ví dụ, lúa thành phẩm 5.000 một ký, thì mua non giá chỉ có 3.000. Đến mùa chỉ việc đem đến nhà ả là xong. Cứ thế, ả cần mẫn tính toán danh khôn kiểu gì mà chưa đầy 5 năm, ả phất lên thấy rõ. Cho vay khắp nơi, thậm chí còn lấn sang vùng lân cận. Sáng ra, ả chỉ cần xách xe chạy lòng vòng là có vài triệu tiền lãi bỏ túi. Và mang tiếng kiếm ra tiền, nhưng ả có dám ăn xài đâu. Tiền nhỏ, ả dồn lại thành tiền lớn. Tiền lớn, ả nhân lên thành tiền tỷ. Rồi mua miếng đất để đó chờ thời. Cứ thế, tiền nhân tiền, vốn nhân vốn. Ả có gần chục miếng đất, giá trị gần chục tỷ thời đó. Với cái bản chất tham lam, nhưng chẳng dám ăn của ả, đã khiến ông chồng chán ngán bỏ đi, để lại cho ả đứa con gái và một mẹ già của ả đã ngoài 80 tuổi. Mỗi buổi sáng, ả ra ngoài rất sớm để gom lãi và cho vay nhỏ lẻ thêm. Đến tận 10 giờ trưa, ả mới mò về và ném cho mẹ ả và con gái một nắm xôi khô khốc. Hôm nào tử tế lắm thì ả mua cho ổ bánh mì thịt, nhưng chẳng bao giờ đưa tận tay mà ném lên bàn, lên ghế hoặc bất cứ nơi nào mà ả cảm thấy tiện tay. Con gái ả cũng làm như thế, y như rằng trong mắt ả, họ chỉ là đồ ăn hại. Có hôm bà cụ lẩn thẩn đi ra đường, rồi không biết đường về, cứ lang thang, may mà gặp người quen họ dẫn về dùm. Ả rối rít cảm ơn, nhưng khi họ vừa đi khỏi, thì ả lôi bà cụ ra mắng nhiếc chẳng tiếc lời. Bà không thích súng nữa thì chết quách đi cho tôi nhờ. Bà mò ra đường làm cái gì? Ăn đáy quần thiên hạ hả? Bà có biết bao nhiêu người làm ăn với tôi không? Họ tưởng tôi ngược đãi bà đấy. Bỏ đói bà đấy. Bà cụ ngồi cúi mặt làm thinh. Có lẽ bà đã quen nghe chửi thì phải. Những câu nói tục tằn thô lỗ của con gái cứ tuôn ra, rơi trên đầu bà, mà bà cứ ngồi lặng câm, thì nghĩ cũng lạ. Đứa con nhỏ nãy giờ đứng đó chứng kiến mẹ chửi bà, nó cũng làm thinh. Lâu lâu lại ném cái nhìn khinh khỉnh về phía bà. Nhớ lại cách đây mấy năm, Tết đến, ả cũng bày ra gói bánh tét. Ả nấu nhân đậu xanh, rồi mang ra chắt nước trước sân. Chiều đến, nước đậu ả chắt cô đặc lại. Ả đi ngang qua và dẫm lên dính nhép. Ả lôi bà cụ ra mắng té tát. Bà ị ra đây phải không? Bà mù hay đuôi mà ị ra đây vậy trời? Bà cụ nói không có, nhưng ả cố lôi bà ra, dúi đầu bà xuống chỗ nhão đó và bảo bà ăn đi, ăn cho hết. Con bé đứng đó thấy vậy mới nhắc lại mẹ nó. Không phải bà ị ra đó, lúc sáng mẹ chắt nước đậu, giờ nó ra vậy đó. Ả dừng chửi, cúi xuống xem xét lại rồi bỏ vô nhà. Tối hôm đó, bà cụ Lẫy không ăn cơm. À đi ngang nói đổng một câu. Không ăn thì thôi nhé, nhà này chẳng ai rảnh mà hầu. Xung quanh xóm nhiều khi bức xúc sang góp ý. Thôi, dẫu gì cũng là mẹ mình, già cả rồi đâm lũ lẫn. À cười biện hộ. Mệt mỏi lắm, ra ngoài hàng trăm công việc, về nhà gặp bà thế này, ai mà chịu nổi. Có người ở đó xưa nay đã dỉ tai nói rằng ông cụ ngày xưa còn sống, bà cũng ngược đãi y như vậy. Bệnh tật, già yếu, bà chẳng quan tâm, còn mắng chửi đủ điều. Khi ông mất, người ta nói ông không chết bệnh, mà chết vì bị bỏ đói. Trong cuộc sống, mọi người cứ tin đi, có gieo, ắt có gặt. Vì con gái bà ngày nào cũng chứng kiến bà ngược đãi cha, ngày nào cảnh tượng đó cũng diễn ra trước mắt. Nó như một tấm gương phản chiếu, mà người con gái hàng ngày đã nhìn vào đó để học hỏi và đã noi theo. Tối hôm qua, bà cụ giận không ăn cơm, nên sáng hôm nay bà mệt không dậy nổi. Muốn uống ly nước cũng không có ai để nhờ, vì ả đi từ sáng sớm. Đứa con gái học lớp 9 của ả cũng đã đến trường. Giờ chỉ còn mỗi mình cụ trong căn nhà thênh thang trống vắng. Cụ nằm đó, cảm nhận sự đói khát khi bị bỏ rơi, nó tàn nhẫn và chua chát như thế nào. Cụ chạnh lòng nhớ lại ngày xưa, cụ cũng từng bỏ rơi cụ ông, từng bỏ ông đói khát đến suy kiệt. Giờ đến lượt con gái xử tệ với mình. Ôi, có phải đây là quả báo đã đến với mình chăng? Càng nghĩ, bà càng thấy ân hận. Cơn đói lả đã giục bà gượng ngồi dậy. Bà cụ lần từng bước xuống nhà bếp, xem coi còn thứ gì để ăn không. Bà giờ vung nồi ra, thấy phần cơm nguội tối qua bà chưa ăn, còn nguyên. Mấy khúc cá kho lỏng bỏng nước nằm cạnh bếp, nhưng vung chỉ đẩy hờ. Mọi khi muốn ăn cơm nguội, bà thường cắm phích hâm lại cho nóng rồi mới ăn. Nhưng hôm nay do đói và mệt, bà để nguội ăn đại, rồi uống một ly nước lọc, lên giường bà nằm nghỉ. Đến xế chiều thì bà kêu đau bụng. Cơn đau khiến bà vật vã và tiêu chảy luôn ra quần. Đi nắng về mệt, lại nghe con gái nói bà đại tiện ra quần, khiến ả nổi điên, quát tháo ầm ĩ. Trời ơi là trời, có ai khổ như tôi không trời? Đã già còn tật ăn vụng, có khổ không chứ? Vừa nói, ả vừa lôi bà cụ ra sau hè, cởi bỏ quần áo, rồi cầm ống nước xịt thẳng vào người bà. Vừa xịt, ả vừa không ngớt chửi. Tối đến thì bà cụ trở nặng, sốt cao. Thông thường người tiêu chảy không được tắm nước lạnh. Nếu có đi ra ngoài thì phải dùng nước ấm và sức dầu giữ ấm cơ thể. Đằng này, ả dùng nước lạnh, xịt thẳng vào người. Đã vậy, còn để bà lạnh mà không ủ ấm. Mọi người nói ả nên đem bà cụ đi bệnh viện. Nhưng ả nói, ai nuôi bà? Con bé đi học, còn cả một ngày cũng không nghỉ được, chứ đừng nói chi nuôi bệnh. Nghĩ vậy, ả cứ ra tiệm mua thuốc về cho bà cụ uống, mà chẳng chuyển nước bù lại khi mất nước. Thế là 2 ngày sau, bà cụ qua đời, hưởng thọ 85 tuổi. Ả làm ma chay cho cụ, phải nói nhất xóm. Sân chật, ả mượn thêm sân 2 bên hàng xóm để kê bàn. Dàn chống kèn đánh thổi suốt ngày đêm. Cỗ quan tài ả chọn mua loại đắt tiền, có mạ vàng óng ánh. Người làm ăn xa với ả, ai cũng tấm tắc khen ả chu đáo. Chắc ả thương mẹ lắm. Nhìn cái đám tang đủ mát mặt người khuất. Thật ra ả chẳng tử tế gì. Bạn hàng làm ăn với ả rất đông. Ả làm lớn, thứ nhất là để phô trương thân thế. Thứ hai là để khỏa lấp dư luận nói ả ngược đãi mẹ già. Thứ ba là để có chỗ chứa người ta đến phúng điếu. Nhưng điều mà mọi người thấy khôi hài nhất là ả giả xỉu. 3 người đàn ông phải kè ả lên xe tang vì chốc chốc ả lại xỉu. Người ta nhìn vào cảm thấy đau lòng, nhưng người ở sát nhà ả thì lại bĩu môi mai mỉa. Lúc sống thì đối xử thua con chó, giờ chết rồi thì lại đóng kịch tiếc thương. Đúng là bó tay cho ả. Đám tang xong, nhà cửa trở nên im ắng đến buồn, vì không còn ai để ả bực, ả chửi. Mọi khi hai mẹ con ả rời khỏi nhà thì có bà cụ đóng cửa, trong nhà cũng đỡ. Giờ cụ mất rồi, đi đâu ả cũng nơm nớp lo âu vì sợ kẻ trộm vào nhà. Trưa nay không hiểu sao, ả cảm thấy sốt ruột lạ thường, mắt trái cứ giật liên tục, như có điềm báo chẳng lành, khiến ả lo lắng về sớm. Vừa bước đến thềm cửa, ả choáng váng khi thấy ổ khóa nhà ả đã mở bung. Không kịp suy nghĩ, ả lao vào nhà và hỡi ôi, cửa tủ quần áo là nơi cất tiền đã bị cậy hỏng và hơn 30 trăm triệu không cánh mà bay. Ả nằm vật ra đất kêu trời, bao nhiêu tiền mặt làm ăn hàng ngày của ả đã mất sạch. Ả chạy ra sân hỏi xem có ai thấy người lạ vào nhà ả không. Nhưng xung quanh đã đi làm hết. Ả chạy thẳng lên công an trình báo và họ cũng xuống xem xét, ghi nhận rồi ra về. Ả đi ra, đi vào như người mất hồn mà không biết kêu cứu với ai. Đúng lúc đó thì con gái ả về. Ả kêu lên gần như nức nở. Mất hết rồi, không còn gì cả. Trộm mở khóa vào lấy hết tiền rồi. Con gái ả đứng sững lại lắng nghe, nhưng nó không mấy quan tâm mà đi thẳng xuống bếp rót nước uống, rồi lên phòng khóa trái cửa thay đồ. Trưa hôm đó, hai mẹ con ả không nấu cơm mà ăn đại mì gói vì quá buồn. Nó nói ả nên tìm chỗ khác cất tiền, đừng cất chỗ dễ lấy như vậy, và ả đồng ý. Sau cái lần mất tiền ấy, ả cũng không dám nói ra, sợ thiên hạ bàn tán này nọ. Lần sau khi ra khỏi nhà, ả gom hết tiền cho vay vào túi ni lông, rồi nhét dưới gầm tủ lạnh. Ả nghĩ chắc nơi này sẽ không một ai biết, và ả yên tâm ra khỏi nhà. Đúng như lời ả chửi mấy ngày nay, chó tha, ma lấy. Và lần này thì ả bị mất tiền nữa. Túi tiền giấu dưới tủ lạnh đã biến mất, không để lại dấu vết. Ả gần như phát điên, hỏi con gái ả thì nó bảo không biết vì nó đi học trước ả và về sau ả mà. Nhiều lúc bức bách ả nghĩ có khi nào bà cụ ghét ả rồi mang đi giấu chăng? Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Ả bức xúc, chờ con gái đi học, ả gọi thợ đến lắp camera theo dõi. Lần này ả giấu tiền dưới ban thờ ông địa, nơi có chiếc camera nhỏ xíu chĩa vào. Trưa hôm đó, ả về sớm hơn để xem tiền còn mất nữa không. Nếu mất thì ai lấy? Và lần này thì ả muốn xỉu thật sự. Gói tiền giấu dưới ông địa biến mất. Ả chạy đi mở camera xem và ả không tin vào mắt mình. Con gái ả chính là thủ phạm. Ả sâu chuỗi sự việc, bao giờ nó cũng đi học trước ả. Nhưng thật ra nó núp ở sau nhà, chờ cho ả cất tiền, nó đứng nhìn qua ô cửa kính và thấy hết. Sau khi mẹ nó ra khỏi nhà, nó chỉ việc ra mở cửa và cuỗm tiền chạy đi thôi. Xem xong đoạn camera, ả giận dữ chạy đi tìm một nắm roi để sẵn trên bàn. Ả nghĩ lần này ả sẽ vụt nó chết nếu như nó không khai mang tiền của ả đi đâu. Đang suy nghĩ thì nó về đến. Bước vô nhà, nó thấy một nắm roi đang để trên bàn và mặt mẹ nó như đang sắp sửa ăn gan mình, nên nó lẳng lặng đi qua. Đứng lại! Mẹ nó hét lên. giơ cao ngọn roi quất xối xả vào người nó không thương tiếc. Sức con gái, nó không đỡ mà giật lấy cái roi quất ngược lại mẹ nó, làm tét đầu, máu chảy nhỏ giọt xuống mặt, xuống ngực ả. Mẹ làm gì đánh tôi? Mày ăn cắp? Sao bà biết? Mày xem camera đi, đồ con khốn! Tối hôm đó, ả không tài nào chợp mắt được. Ả mong mau sáng, ả đến trường tìm hiểu cho ra lẽ. Và sáng hôm đó, ả quá bất ngờ. Nó bỏ học hơn 2 tháng nay, và nó còn bịa ra là nó nghỉ để đi học nghề. Ả đi tìm con bạn chơi thân với nó, và ả được biết nó đang cặp bồ với một thanh niên hư hỏng bỏ học. Nó ăn cắp tiền là để thuê một phòng trọ, sống chung với nhau. Ban ngày tụ tập ăn nhậu với tụi trai gái hư hỏng, trưa đến thay đồ đi học, ra về để qua mặt mẹ nó. Ả thật sự bị choáng khi biết được sự thật. Kể từ khi ả biết được sự việc, ả bắt đầu cảnh giác. Đi đâu ả cũng đem tiền theo, mặc dù rất nguy hiểm. Trong nhà ả còn không dám sắm thứ gì có giá trị, vì hở ra là nó chôm đi bán tiêu xài. Có hôm ả về nhà, thấy cả đám toàn âm binh các đảng tụ tập nhà ả ăn nhậu, nói cười ngả nghiêng. Ả bực mình, ả chửi thì nó trả lời: Thứ mày là hết thuốc chữa rồi, biết vậy tao bóp mũi hồi nhỏ cho rồi. Câu này tôi nhớ hồi xưa bà ngoại cũng chửi bà đó thôi. Giờ bà lấy bà chửi tôi à? Ả nghẹn giọng, nhưng làm gì được nó kia chứ. Phải chăng đây là quả báo đến với ả? Ả ngậm đắng nuốt cay, không muốn tranh cãi với nó, vì mỗi câu trả lời của nó như một nhát dao cứa vào tim ả. Mấy tháng sau thì ả thấy nó mua đồ về bày ra ăn. Thỉnh thoảng nó ói khi nghe mùi cá. Ả giận tím ruột, nhưng biết làm sao bây giờ. Từ bỏ nó à, hay giết chết nó? Càng nghĩ ả càng đau khổ. Mấy chục năm khổ cực tích cóp, giờ chỉ cần nó phá, nó hại thì chẳng mấy chốc không còn gì. Có phải chăng đến ngày ả gặp quả báo? Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn vui khỏe và hạnh phúc. Nếu các bạn hài lòng, xin mời các bạn hãy bấm đăng ký, like và chia sẻ cho kênh để chờ đón những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.